Xin chào các bạn. Ngày hôm nay có cái dịp mình đi qua Lai Dung Đồng Tháp, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp. Tình cờ ghé thăm một cái miếng vườn, nhưng mà cũng vô tình mình được biết anh Đông có một cái kênh YouTube anh Đông, mà chắc có lẽ các bạn mà coi về YouTube thì bạn cũng biết kênh của anh Đông ha. Anh Đông thì gốc ở Tây Ninh, nhưng mà hôm nay thì anh Đông về đây, về tại Lai Dung Đồng Tháp mở một miếng vườn bonsai các bạn. Vườn này là vườn của anh Đông nè. Mình tình cờ mình cũng mới có biết đây thôi, cho nên sẵn dịp đây mình quay cho các bạn xem luôn ha. Anh Đông thì anh mấy bạn cũng biết rồi, tay nghề sửa kiển của ảnh thì rất là giỏi. Ngày hôm nay thì ảnh xuống dưới này ảnh mở một cái vườn kiển, ảnh cũng mới mở khoảng 2 tháng nay thôi các bạn. Đó, đủ chủng loại hết, đinh sam, sam tám cháo nè, me, rồi sam núi trái, thậm chí có mai nữa các bạn. Đó, đây là những cái gốc mai kìa. Đây đúng là cái duyên ha. Mình có coi kênh YouTube của anh rất nhiều, nhưng mà không có gặp ảnh trực tiếp. Mà hôm nay tiếc một cái là ghé vườn mà ảnh không có ở vườn. Ảnh đây là những cái cây mà từ Tây Ninh ảnh đem về các bạn. Đây là những cây sam núi trái nè. Đây là tạo dáng hoàn chỉnh hết rồi các bạn. Rất đẹp ha. Hoàn chỉnh luôn. Này chỉ cần mua về là chơi thôi. Đây là cái sam trồ xù nữa mà. Để lâu quá nó bị nó xù lên. Nó u nè. Này mai chiếu thủy ha. Còn này là ổi nữa. Ổi này là ổi ổi tím. Đó. Cái cây này là cây gì mình không biết. Cây này cái gì ngộ quá. À, cái dáng đẹp ha. Rất nhiều các bạn, rất nhiều chủng loại. Đây là nguyên khu vực này là cái khu vực hoa kiển mà từ Tây Ninh ảnh chuyển về các bạn. Đó. Này linh sam, sam này sam hồng các bạn. Sam hồng là trong cái chậu, trong cái chum. Này cái chum này là chum ru cần đó. Đây là sam 86, già cổ dữ rồi. Đây là ảnh chơi ổi tím các bạn. Này là ổi tím nè. Cái này chơi lá được. Ủa cái này không phải ổi tím mà ơi, cái này là cây gì á, chứ không phải ổi, xin lỗi nha. Nói ổi với lá giống là ổi quá. Để gặp ảnh, có việc gặp ảnh hỏi ảnh nè. Rất đẹp. Giờ tiếc một cái là không có gặp ảnh, phải gặp ảnh rồi tâm sự với ảnh chơi. Này là sam, linh sam phất hồng. Đẹp lắm, dòng sam này nó xuyên ra bông lắm mà. Đây là tiểu cảnh, rồi tạo tác vô mấy cái chậu tượng nữa bạn. Rất hay. Đây là nhờ cái khu vực này là khu vực trưng bày sản phẩm từ Tây Ninh đến đem về. Cốc cốc ha. Đây là mini rồi các bạn. Mini. Đó, mini. Rất nhiều. Đây là tượng Lý Tiêu Long. Thối tượng Lý Tiêu Long. Đây là giống cây dâu quá, dâu trái mình đó các bạn, dâu leo á, dâu ảnh cũng làm kiển luôn. Nói chung cái gì làm kiển cũng được hết, quan trọng mình có cái tay nghề hoặc đam mê là được rồi. Đó, anh còn có cái bạn thấy cái me các bạn, dễ thương ha, chút xíu à, rất dễ thương. Đây là những cái sản phẩm từ Tây Ninh anh đem về, nó là hoàn chỉnh rồi. Đó, đây là sam trái các bạn. Sam trái. Còn đây là sam hương. À, sam hương. Chất rất dễ thương, mấy cây này già lắm các bạn. Còn cái khu vực bên này là cái khu vực phôi, ảnh tập kết về đây để ảnh chuẩn bị ảnh tạo tác. Đây là cái khu vực mà ảnh tạo tác bonsai các bạn. Lý tưởng ha, mát mẻ. Rồi mình tiếp tục dẫn các bạn đi tham quan cái khu vườn của anh Đông ha. Đây là những cái phôi linh sam mà anh Đông tập kết về đây chuẩn bị tạo dáng đấy nè, ở chân dài các bạn. Đây là sam sam siêu bông á, chân dài này. Quá đẹp. Cái này trồng trong chậu ống không á, các bạn thấy không, trồng trong chậu ống luôn rồi.
còn là sam sam hương và sam hương cẩm thạch, chân dài nhiều lắm. Nói chung là anh có kiển của anh là đa chủng loại, từ mini, siêu mini, rồi chân dài. Ở đây là những cái chậu mà linh sam siêu bông chân dài nè, đó trồng nó không ghê không. Anh này anh ôm giải đang giữ ẩm cho cái bộ rễ này, chắc có lẽ cái bộ rễ này mới vô chậu, cho nên anh bó cái giải để giữ ẩm cho cái bộ rễ, nuôi cái bộ rễ anh các bạn rất là nhiều. Anh đa số là linh sam hình như là nhiều á, chủng loại linh sam rất là nhiều. Linh sam thì nó có cái hay cái chỗ là nó xuyên ra bông các bạn, mà nhất là linh sam siêu bông nó cũng dễ ra bông lắm, bông nó đẹp mà nó thơm lắm. Nó có cái hương thơm thoang thoảng giống như cái mùi thơm của nước hoa người phụ nữ á, mình cũng rất thích ngửi cái mùi này, nhưng mà nhất là sáng sớm ha, mùi thơm nó đậm đà lắm. Đây là sam gạo ở sam 86 mà dòng sam 86 này cũng dễ thương lắm nè, cái lá nó nhỏ rất đẹp nha các bạn. Mấy gốc này là già lắm rồi các bạn, thấy vậy chứ già lắm á. Rất là nhiều các bạn. Còn bên kia là bông giấy nha, ở bên kia là hoa giấy. Hoa giấy thì khu vực ở đâu còn hơi trống, chắc có lẽ anh chưa tập kết. Ảnh còn một miếng vườn nữa, nhưng mà mình miếng vườn của ảnh thì chủ yếu trồng để lấy phôi, rồi sau khi thành phẩm các anh đem vào đây cái vô cái khu vực mà sửa kiển của ảnh. Nó còn rất nhiều các bạn. Nói chung là ảnh mới mở cái cơ sở dưới này là cái Đồng Tháp là làng, gần làng hoa Sa Đéc các bạn, là cái nơi mà chuyên mua bán hoa kiển, nơi chuyên mua bán kiển làng hoa Sa Đéc thì chắc có lẽ các bạn cũng biết nha, trên mạng cũng có nhiều giới thiệu nhiều quá. Thì ở khu vực dưới này thì cũng trồng rất là nhiều loại hoa kiển. Đây là cây cần thăng các bạn, cần thăng ghép lá mà cẩm thạch các bạn, lá cẩm thạch. Ở khu vực phía sau này ảnh chưa cải tạo nè, còn rất rộng. Đây là cơ số 2 nha, ảnh ở bên Tây Ninh. Thì thôi mình hôm nay cũng là cái duyên gặp anh ăn đông nhìn tiếng cái là anh không có ở Mỹ Dường, anh đi xuống cơ sở rồi. Ngày hôm nay thì mình ghé đây thì chắc có lẽ không có dịp nào đó mình sẽ tiếp tục ghé nữa các bạn, ghé để gặp trực tiếp ảnh, tâm sự với ảnh, học hỏi kinh nghiệm ảnh. Ảnh cũng tay nghề cũng cao lắm á. Rồi xin chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.